Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là nhà của Thư Ba Bua. Còn đây là gương mặt của Thư Ba Bua. Bây giờ là mình đang chuẩn bị ăn tối. Bây giờ mình sẽ nhá hàng cho các bạn biết là buổi tối hôm nay mình ăn cái gì nha. Đây là cái phần tối của mình mấy bạn. Rất là đẹp luôn. Nóng ở trong cái nồi xong mày dùng cái nồi này ăn luôn. Thì đây là món mì vi phong với lại giá đỗ. Với lại tương ớt. Khói nó bay lên làm cho cái màn hình của mình nó bị mờ luôn rồi. Video mình đang ăn mì đây. Thật sự là hôm nay á, buổi trưa của mình đã ăn quá nhiều. Tại cái chỗ mà đi học lái xe á, thì mình đã ăn trưa. Mình đã order cái phần ăn trưa qua ứng dụng Grab để mà có một buổi ăn trưa ngon lành cùng với một chị học chung với mình và ông thầy của mình. Còn bây giờ thì tại vì buổi trưa đã ăn quá nhiều cho nên buổi tối mình sẽ ăn bớt bớt lại và tăng cường rau củ để mà có cái mức cân bằng trong chuyện ăn uống ha. Tại vì mấy hôm nay mình tập thể dục lại á, mình cũng sợ sợ mập lắm. Bây giờ mình ăn đây, 1, 2, 3, Mấy ngày hôm nay mình đi tập thể dục lại, mình sẽ chốt cái buổi tập ban ngày là 6 giờ sáng các bạn. Mình sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ và đi xuống dưới đất á. Mình sẽ đi vòng quanh cái khu đất trống ở sát bên chung cư của chỗ mình đang ở. Một vòng á là mình sẽ đi trong vòng 5 phút. Cho nên mình sẽ đi 6 vòng là đủ nửa tiếng. Mà thật sự đi tập thể dục như vậy có nhiều cái hay lắm, mà để mình ăn xong mình nói tiếp. Thực sự ra là trong thời gian này á, mình vẫn tập thể dục đều đều. Nhưng mà trong vòng khoảng một tháng trở lại đây á, là mình bớt tập. Tại vì mình hơi bận cái việc mà đi học lái xe với lại em gái của mình sinh con á. Cho nên mình á, là không có nhiều thời gian để tập thể dục. Và các bạn biết là thời gian này á, tự vì mình không tập thể dục á, làm như mình có cảm giác cái máu của mình nó đông lại hay sao á. Nó không có lỏng ra để mà nó chảy một cách trơn tru. Cho nên lần nào mình đo huyết áp của mình nó cũng lên 120 mấy hết. Dạng như là 125, 121, 22, 23 vậy á. Nó cao hơn cái mức bình thường của mình. Mà trong khi đó, lúc trước mình là thuộc dạng người có huyết áp thấp đó nha. Với lại thông thường á, sáng mình dậy sớm, cho nên á, mình nhìn xuống dưới đất á, mình thấy người ta đi tập thể dục đông vui lắm. Mấy nay hết bão, mình cũng đi. Mà thật sự á, tập thể dục á, trước mắt là mình thấy á, có hai điều rất là hữu ích. Thứ nhất á, ý quên, ba điều hữu ích. Thứ nhất á là khi mà các bạn buổi sáng mà dành thời gian đi tập thể dục á, mình sẽ cảm nhận được cái khí trời rất là trong xanh. Cái không gian nó rất là sạch sẽ, thoáng đãng là cái thứ nhất ha. Ăn cái xong nói tiếp cái thứ hai. Cái thứ hai là trong khoảng thời gian mà mình đi bộ á, mình có thể tập trung suy nghĩ về một cái việc gì đó và sau đó là mình bắt tay vô làm, thì mình bảo đảm là nó sẽ có 50% hiệu quả thiệt luôn á. Còn lỡ thứ ba là mỗi lần mà mình tập thể dục lên á thì cái huyết áp của mình nó hạ nha mấy bạn. Làm như mình có vận động á, rồi máu huyết của mình nó lưu thông ok, ổn định đàng hoàng á, cái tự nhiên huyết áp của mình nó hạ. Chẳng hạn như là ngày hôm nay, trước khi mà mình đi tập á, là huyết áp của mình á là khoảng 118. Mình đo mà, nhà mình có máy mà, mình đo. Nhưng mà sau khi tập lên á là mình đo là cái mức á là 108. Một cái chỉ số rất là đẹp. Mình á có một thời gian dài á, hơn 3 tháng mình bị suy nhược làm sao á, mà do mình nhiễm virus nữa.
virus đường hô hấp. Cho nên á, mình biết cái việc mà khi mà mệt mỏi rồi khi mà bị stress á, thì huyết áp nó tăng, nó sẽ làm cho mình mệt, mình hồi hộp, nó sẽ làm cho mình không có được tốt ha. Cho nên á, mình rất là chú trọng cái việc mà tập thể dục rồi ăn uống làm sao để cho giữ được cái mức huyết áp nó ở mức ổn định. Mà thực sự á, trước đây vài ngày á, mình không có ngủ được, không hiểu sao luôn. Có một bữa là mình hiểu lý do mình không ngủ được á, là do mình qua nhà mình thăm ba mình, mình uống của ba mình 3 ly nước trà, cho nên buổi tối hôm đó mình ngủ được. Mình biết lý do thì không sao, nhưng mà còn 2 đêm tiếp sau á, mình cũng vẫn không ngủ được. Nhưng mà mấy ngày hôm nay nha, tập thể dục nha, tối leo giường cái là ngủ cái, leo lên giường cái là ngủ ngon liền. Không có nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Có bữa thì mình ngủ được cái giấc 9 rưỡi, còn như hôm qua mình ngủ được cái giấc là 10 giờ. Với lại khi mà các bạn dậy sớm á, thì các bạn sẽ cảm thấy cái một ngày của mình nó rất là dài, mình sẽ làm được rất là nhiều thứ. Và cho đến khoảng 7-8 giờ tối thì mình đã thấy là một ngày đã quá đủ với mình. Cho nên mình sẽ ngủ rất là ngon. Ngon thiệt. Mì tôm có giá, có hành. Hôm nay mình không có bỏ thêm trứng vô là do hồi trưa nè, mình ăn chung với chị bạn á, chỉ cho mình thêm một cái trứng, rồi á mình nhường một cái phần chả cho mình cho chị, mà chị lại cho ngược lại mình nữa. Trời ơi, mình ăn quá chừng luôn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Còn lại như đây, để mình ăn vài đũa nữa cho mấy bạn xem. Rồi mình tắt video để mình ăn tiếp. Hôm nay ăn xong rồi tắm. Ăn xong nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, rồi tới 7 giờ mình đi tắm. Mấy ngày á, mình á biết là mình chạy xe rất là ổn định, nhưng mà ổn là thứ, còn chạy á tốt để thi liệt lấy bằng là thứ khác nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng 12-13 tay này là mình sẽ thi lấy bằng lái xe B2 của mình, là mình chạy được xe số sàn đó nhờ. Chồng mình nói mình lấy được xe tải 3,5 tấn, thì mai mốt á chồng mình không đi làm nữa, chồng mình về đây sẽ mua một chiếc xe tải nhỏ rồi cho mình đi bán rau. Ok, bye bye mọi người đã theo dõi video của Hoa Bua.